Dưới đây là mô tả chi tiết về 6 kiểu người không nên hợp tác. 1. Người ích kỷ. Loại người này luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết và không quan tâm đến những cảm nhận và nhu cầu của người khác. Họ chỉ tập trung vào mục tiêu và lợi ích riêng, thường không sẵn lòng chia sẻ hay đóng góp vào mục tiêu và lợi ích chung. Sự ích kỷ của họ làm mất cơ hội để xây dựng mối quan hệ hợp tác và bền vững. 2. Người ghen tuông. Loại người này luôn cảm thấy ghen tị và ghen ghét thành công hay niềm vui của người khác. Họ không thể chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của người khác mà thay vào đó luôn tìm cách gây khó khăn cho người khác. Sự ghen tuông này gây ra sự căng thẳng và không thể tạo ra môi trường hợp tác và hòa thuận. 3. Người thất hứa. Đối tượng này không giữ lời hứa và không đáng tin cậy trong công việc hay cuộc sống hàng ngày. Họ thường không thực hiện những cam kết đã đưa ra và thất hứa làm mất đi lòng tin và sự tin tưởng của người khác. Điều này khiến họ trở thành đối tác không đáng tin cậy và không thể hợp tác trong công việc hay mục tiêu chung. 4. Người tiêu cực. Loại người này luôn tập trung vào những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống và công việc. Họ thường thấy khó chịu và không hài lòng với mọi thứ xung quanh và có xu hướng phê phán và chỉ trích người khác. Sự tiêu cực của họ tạo ra môi trường không khí và không thể tạo ra tinh thần hợp tác và xây dựng. 5. Người kiêu căng. Đây là loại người có tư duy tự cao và coi mình là xuất sắc hơn người khác. Họ luôn tỏ ra kiêu ngạo và thiếu sự tôn trọng đối với ý kiến và quan điểm của người khác. Sự kiêu căng này làm mất đi cơ hội để học hỏi và phát triển mối quan hệ hợp tác và đồng lòng. 6. Người quá lười biếng. Đối tượng này có xu hướng lười biếng và không chịu đầu tư công sức vào công việc hay hoạt động chung. Họ thường không đóng góp tích cực vào công việc và dự án và luôn đòi hỏi người khác thay mình làm việc. Sự lười biếng này tạo ra sự không cân đối trong mối quan hệ và không thể tạo ra môi trường hợp tác và phát triển chung. Những kiểu người trên thường không đóng góp tích cực vào mối quan hệ và không tạo ra môi trường hợp tác và phát triển chung. Hợp tác với những người này có thể dẫn đến sự căng thẳng, mất lòng tin và không thể đạt được mục tiêu chung.